Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tổ chức chương trình thăm và tặng quà người có công với cách mạng tại các xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, Gia Tiến, huyện Gia Viễn, Kim Chính, huyện Kim Sơn và phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, trước khi thăm tặng quà, đoàn đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nho Quan tại xã Phú Long. Tại các nơi đến, đoàn đã trao tặng 247 suất quà với tổng giá trị gần 60 triệu đồng cho những người có công với cách mạng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp và hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó động viên khích lệ các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thi đua học tập, lao động sản xuất để góp phần xây dựng quê hương.